Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lỡ ha. Đó, cặp đực này thì lụng khoảng 8 tháng rưỡi tới 9 tháng này cô chú chị. Đó, 8 tháng rưỡi tới 9 tháng nè. Đó thì nói chung thì hai con này thì dòng bếp 2 ha. Đó thì chiều cao của cái con lông lông xù xù này nè, con này thì chiều cao là 1m17 18 bò, còn con này thì chiều cao 1m2 tới 21 bò cô chú chị. Đó nhưng hai con thì em quan sát thì xương sóc thì rất to, nó xương sóc là xương sóc tối luôn. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà muốn bán với giá là 33.500. Đó 33.500 là bao ship nha, bao ship cô chú chị mình tới nhà trong vòng 25 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại đó cho mình anh. Đây, tướng tá nè, nhưng em nói hai con này thì xương sóc rất to cô chú chị. Đó xương sóc là xương sóc cối luôn. Đó đít nở dài nở nha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó nói chung thì tức khi hình em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. Đây con tôm tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đây. Đó xương sóc nè. Đây cô chú chị, đó xương sóc nè. Đó xương sóc là xương sóc cối luôn, tướng tá cấp mình nè. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó giá là 33.500.000. Đó giá 33.500 là giá chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó. Đây, em nói hai con này xương sóc là xương sóc cối luôn cô chú chị. Nó xương sóc là xương sóc cối luôn. Đây mặt mài nè. Đó, tướng tá mặt mài nè cô chú chị. Đây. Đó, mặt mài nè. Đó thì thứ kim dục vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò. Đây, xương sao nè. Đó xương sóc là xương, em nói hai con bò này là xương sóc cối luôn. Đó. Đây, dai được đó, đít nở dai nở nè cô chú chị thấy không? Đó nói chung thì bò này bà con bắt về là không sợ xuống bò luôn. Đó, tướng tá. Đó thì đây cô chú chị. Đó thì em lấy hai con F2 này thì nói chung thì rất pin lực, xương sóc thì rất to ha. Đó không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại nữa tình hình. Đó giá là 33.500.000 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đây, đít nở dày nở nè. Đó hai con thì rất dày bò luôn cô chú chị. Đây, con hai này chứ nó pin lực dữ dằn luôn. Đó. Con cái thì lông nó chưa rụng, hiện tại thì chưa rụng lông máu. Đó thì bà con nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại đó tình hình. Đó thì 33.500.000 thì tính ra có 16 triệu mấy trăm con cô chú chị. Đó có 16 triệu mấy trăm con. Đó nhưng mà bò thì nói chung thì lỡ bò rồi, nó bà con bắt bò này về là không sợ xuống bò luôn. Đó thì con lông dài dài này chiều cao là 1m17 18 bò, còn con kia chiều cao 1m2 tới 21 bò. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vỗ béo, bò ăn sáng vào 20 giờ của ưng thì điện cho em. Đây, tướng tá nè. Bò thì rất, nói chung thì rất dày bò luôn của chú chị, hay con xương sóc thì khỏi nói luôn. Đó thì hình ảnh và giá cả cặp đực này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của lô đực ha. Đó thì lô đực này thì 4 con nè cô chú chị. Đó thì trong đây thì có hai con F1 và hai con F2. Đó hai con F1 thì bìa mấy đây nè cô chú chị. Đó còn hai con F2 mấy đây. Đó thì nói chung thì bò này lụng 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó thì trong đây thì chiều cao của nó là từ 1m12. Đó 12 tới 15 bò. Nói chung thì có một con 1m12 có, 1m14 có. Đó 1m15 có cô chú chị. Đó thì em báo là từ 1m12. Đó 12 tới 15 bò. Đó nhưng em nói ba con này thì dưng móng hoàn thiện, nó không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng lô đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì có lô đực này anh chủ nhà cũng bán giá là cầu bằng 16 triệu một con. Đó 16 triệu một con là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 200 số nha. Đó 16 triệu một con thì 4 con nó ra 64 triệu của chú chị. Đó 64 triệu là bao ship ha, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao dịch tại Vinh. Đó tại Vinh với An Giang cô chú chị, An Giang với Đồng Nai, Nhân Trạch Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó với mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. Đó nói chung thì hiện tại lúc này thì bò rẻ hơn lúc trước lắm của chú chị.
đó. Nhưng ngày hôm nay bò thì nói chung thì con nào con nấy thì rất dày bò luôn, nó xương sóc là rất to đó. Thì đây thì trước tiên em quay cái con F2 này trước nè cô chú chị đó. Con này thì chiều cao nó dao động khoảng 1m14 bò đó, 1m14 bò ha. Đây chân móng nè, đó em quan sát chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to luôn cô chú chị, nó không ổn xe là xuống rút ruột gì đó. Thì nói chung thì thước kim vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thước kim tốn tiền ha, đó mình kiểm tra có bú vỗ cẳng hay không, có thòng rúng thòng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò. Đây thì thước tiên mặt mày nè, con này thì đầu trụi nè, cặp thước hai này đầu trụi nè cô chú chị đó, mặt mày nè, lưng nè, đó lưng là lưng đôi không đít nở dây nở cô chú chị. Đây đó, hai con F2 này là lưng đôi không nè, dây là dây đôi không hết, đầu thì đầu trụi đó, đầu thì đầu trụi nè, đây đó lưng dai nè, mặt mày nè, đó mặt là mặt cục không cô chú chị. Đây có F2 nè đó, đây tướng tá cấp mình nè, pin lực đó, cầu bằng giá là 16 triệu một con. Đây xương sóc nè, đó xương sóc là rất to, chân móng là chân móng sò. Nói chung thì muốn dò muốn cẳng thằng rúng ruột là bên em bao ha, đó không có bị viêm da nổi cục luôn luôn. Đây đít nè, đó dai nè, đó 16 triệu con mà bao ship luôn đó. Còn con này thì F1, nó cặp này thì F1, con này thì sắm móc cô chú chị. Con này thì chiều cao dao động khoảng 15 bò đó, đầu thì cũng đầu trụi luôn, xương sóc thì rất to đó. Thì bà con nào thấy giá cả không đợi thì mua ủng hộ em ha. Đó, nói chung thì thức ghi hình em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi đó. Với con F1 mấy trong này, con này thì tướng tá cấp mình thì khá đẹp luôn, con này thì xương sóc, em lấy con bò này thì xương sóc rất to nè cô chú chị, xương sóc cối luôn đó, chân móng nè đó, xương sóc nè cô chú chị thấy không đó, đít nè. Đây con này thì pin lực thôi khỏi nói luôn, con này con bìa trong cái dàn dai của nó là cô chú chị đó, dàn dai nè. Quá đó, hai con F1 này thì nói chung thì đầu trụi không, bốn con bò này em quan sát là đầu trụi không nghe cô chú chị. Đó mặt mày từng con nè, đó nói chung thì bốn con này thì em quan sát là đầu trụi không, đít nở dài nở ha. Nói chung thì cái con này thì nó dư con xém móc F1 này khoảng chấm mấy bò của chú gì, con này thì dai cũng nở nang nè đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Con này cái dàn dai của nó nè, con này thì chiều cao nó dao động khoảng 1m12 bò, con F1 dần vàng này nè. Đây con này tướng tá cấp mình nè cô chú theo quá. Ok quá, cái con này tự nhiên xem quá quá đây con nó bọt là tướng tá. Con F1 này là tướng tá nè cô chú chị, em nói con này tướng tá thì dài đòn biên lực nở dài nở thì khỏi nói luôn đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng lâu địch này thì cứ liên hệ số điện thoại để tấm hình đó. Thì nói chung thì tức ghi hình em cũng thương lượng sắc giá của bà con mình hết rồi đó, bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đây tướng tá nè, đó cặp F2 này cô chú chị đó. Thì cầu bằng là 16 triệu một con, bốn con là 64 triệu. Đó 64 triệu là bao ship ha. Nói chung thì hiện tại lúc này thì bò cũng rẻ hơn lúc trước mấy triệu một con cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Nói chung thì mình bỏ ra mấy chục triệu mình mua cặp bò về mình nuôi vú béo thì nói chung thì mình lựa cho kỹ đi. Nó thiệt ưng mình không mua ha. Đó. Bò nó cũng cao mét mười mấy hết trơn rồi cô chú chị, cao mét mười mấy hết rồi. Con quỷ con trắng nó nhào nhào ở đây không có hết mà được. Quá. Đây mấy con này nè. Đó. Đây con này nè cô chú chị, con này tướng tá pin lực thật khỏi nói. Con này nè, con này là như nói chung thì nó vô muốn như bộ thế luôn á, nó đít nở dài nở, tướng tá rất dài đòn luôn đó. Thì bà con nào mua thì liên hệ số điện thoại để tâm hình.
Đây con này tướng tá cấp mình nè, cô chú chị coi nè, thật biết không đó, thì đó cô chú chị. Này em lấy con này thằng tướng tá cấp mình nè, rất đẹp luôn đó. Thì hình ảnh về cả của lô đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì liên hệ số điện thoại để đồng hành. Đây mấy quá đó, con này cái dàn dài của nó nè, cô chú chị coi cái dàn dài của nó nè, nó biên lực tướng tá, nó biên lực nó khỏi nói luôn, xương sóc là xương sóc cối luôn cô chú chị đó. Đó thì hình ảnh gì với cả của lô đực thì em gửi đến cô chú chị xong rồi, để bây giờ tiếp tục video đang bán ngày hôm nay.